tại Đà Nẵng, Ban Chỉ đạo 35, Đảng ủy Quân khu 5 tổ chức rút kinh nghiệm sau một năm thực hiện đề án của Bộ Quốc phòng. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Trung tướng Trịnh Đình Thạch, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu khẳng định, năm qua, cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang quân khu luôn thể hiện rõ vai trò xung kích trong đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, góp phần giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng trong Đảng bộ và lực lượng vũ trang. Từ kết quả kinh nghiệm đạt được trong năm qua, Chính ủy Quân khu yêu cầu cấp ủy chỉ huy lãnh đạo đơn vị tiếp tục thực hiện hiệu quả phương hướng mục tiêu nhiệm vụ trong năm 2021. Tại hội nghị, Bộ Quốc phòng và Bộ Tư lệnh Quân khu đã khen thưởng 42 tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc.